hàng lại ít lắm. Với Covid thì ta mua ít lắm, ta đến đặt một quen đến đặt một vài cái, thế là mình chuẩn bị trước cho ta. Năm nay thì Covid thì đâm ra là ta hạn chế. Mấy Hồ Lan bây giờ năm nay là ế, mọi người ta cũng không muốn mua nữa, mua ít thôi. Đấy, đến mua ta phải đặt trước một vài hôm, thế xong ta đến lấy.